Kìa, cậu Dũng, chợ quê đâu vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu hoài vậy. Còn một tuần nữa là hết hè rồi, tôi phải lên tỉnh để tiếp tục học. Tôi không hiểu tại sao trong những lần về quê tôi lại thích đi những phiên chợ. Để nhìn cô Thâm bán trầu xanh, vào những buổi chợ đông có rất đông khách hàng. Họ bảo trầu của cô là trầu tiếng trầu nở, trầu nán, trầu nán dở. Kiếm được nhiều tiền, có dịp mai được người hỏi mua cả vườn trầu, tại sao Thấm chối từ không bán? Cậu Dũng ơi, trong một vườn trầu có nhiều lá sâu, lá vàng, lá u, cậu mua về rồi trồng tỉa sang sông lá trầu xanh. Ai ngày ngày thức khuya dậy sớm gánh gồng đi cho kịp, sợ trễ biên ngợp chân. Cho cao ốc môn không nhớ trầu bà điểm, cho trai sớm đông không đợi gái thôn. Đi bán đi buôn ai chẳng muốn kiếm đồng lời, nhưng cậu hỏi mua cả vườn trầu á thì Thấm không thể bán. Tội cho phiên chợ buồn thiếu lá trầu xanh, trai gái trong vùng mà điểm hóc môn, mỗi lần đi chợ đều ghé qua hàng Phú Thấm. Tên của em như đã nói liền mạch sông, vào lá trò xanh tâm nghĩa vợ chồng.
Thắm phải nghĩ đến chuyện chồng con, thì Thắm không còn là cô gái bán chầu xanh, ngày ngày quẩy gánh ngồi ở phiên chợ buồn để nhặt từng đồng từng cát. Còn lâu lắm Thắm mới nghĩ đến chuyện chồng con, vì Thắm không muốn phiên chợ buồn buồn thêm khi mất Thắm. Những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi thiệt thòi mà không muốn ai hay. 18 xuân rồi bỗng giới tầm tay, Thắm không quá vô duyên mà không có người dám hỏi. Nhưng mấy đám rồi Thắm đều từ chối, không phải về bài không ý tâm mà đầu. Thắm tự với mình như tầm thiếu nợ dâu, mà kìa cậu có nghe không tiếng trẻ vừa ca. Một bài pháo đỏ ru hồng, cô Thắm lấy chồng còn ai bán trầu xanh.